Khai hội chùa Hương thưa vắng khách, lái đò xếp hàng chờ. Khác với cảnh chen chúc khai hội các năm trước và khác cả bốn ngày Tết, ngày khai hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn sáng 15 tháng 2 thưa vắng khách. Bên yến có cảnh lạ lẫm, các lái đò mặc đồng phục ngồi đợi đến lượt chở khách. Cảnh lạ lùng này không chỉ bởi khai hội năm nay vắng khách hơn mọi năm do rơi vào ngày đầu tiên trở lại làm việc mà còn bởi lần đầu lễ hội chùa Hương tổ chức dịch vụ chèo đò chở khách theo mô hình hợp tác xã và đây là hình người dân thong thả khai hội chùa Hương sáng 15 tháng 2. Đội mưa khai hội chùa Hương, hầu hết trong gần 3.000 lái đò của xã Hương Sơn đều vào hợp tác xã, được xếp lịch trèo đò cách nhật, một nửa xã viên sẽ trèo ngày chẵn và một nửa còn lại trèo ngay lè. Bởi vậy đảm bảo công bằng, không còn hiện tượng mạnh ai người đó trèo kéo khách. Cho nên bến Yến sáng 15 tháng 2 khai hội chùa Hương mới diễn ra cảnh có lẽ chưa từng có ở bến đò này là các lái đò trật tự xếp hàng đợi tới lượt chở khách và đây là hình cảnh chưa từng có ở Bến Yến ngày khai hội Chùa Hương. Lượng khách chỉ đông vào nửa buổi sáng nên đến khoảng 10 giờ thì Bến Yến đã hết cảnh tấp nập, hàng trăm con đò đều sơn màu xanh của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương nằm đợi khách. Mô hình mới này khiến đa số người dân trèo đò ở Hương Sơn phấn khởi vì tất cả được đảm bảo công bằng tốt hơn. Không phải lo làm ăn cạnh tranh, chụp giật, tranh khách như trước. Anh Toản cho biết đò của nhà anh được xếp chở khách ngày 14 tháng 2, anh trèo được 3 chuyến khách vào ra. Trừ 30% nộp lại hợp tác xã thì anh thu 1,2 triệu đồng một ngày. Và đây là hình trục đường lên chùa Thiên Chủ sáng 15 tháng 2 người đi lễ khá thong dong. Tuy nhiên các lái đò ngày khai hội 15 đến 2 thì không được như vậy. Khác với cảnh đông đúc sáng 14 tháng 2 mà nhiều du khách gọi là chùa Hương Thất Thủ. Ngày khai hội 15 đến 2, tính đến 13 giờ thì lượng vé bán ra mới đạt hơn 17.600 khách. Trong khi ngày 14 tháng 2 tính đến 10 giờ 30 đã là 33.000 khách. Trong 4 ngày Tết mở cửa từ mùng 2 đến mùng 5, khách đến chùa Hương nhộn nhịp ngay từ sáng sớm, thì sáng 15 tháng 2 tới 7 giờ động Hương Tích mới lác đác người, hầu hết là những người ngủ lại chùa từ tối hôm trước. Và đây là hình động Hương Tích khá thông thoáng sáng 15 tháng 2. Lễ khai hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn diễn ra trong mưa xuân lất phất, hầu như trong suốt buổi sáng trên suối yến và trong khuôn viên các chùa cáp treo động hương tích người dân thong thả đi lễ phật trong tiết trời xe lạnh mù sương những gia đình với cụ già em nhỏ bố mẹ hay những toán thanh niên dắt xíu nhau lên chùa lễ phật trong khí xuân giao hòa làm cộng hưởng một bầu không khí lễ hội thiêng liêng mang nhiều cảm xúc cộng đồng chấn chỉnh lái đò xin tiền tuy hành trình khá xa trên suối yến bằng đò tay nhiều toán khách vẫn còn chọn cách giết thời gian bằng âm nhạc ẩm ý hay đánh bài trong khu hàng quán vẫn còn loa đài quảng cáo ổn á, một vài hàng quán bày bán thịt thú, hầu hết du khách đều hoan hỉ. Và đây là hình suối yến sáng 15 tháng 2 không quá nhộn nhịp thuyền đò như ngày 14 tháng 2. Hầu hết người dân đi lễ hội hiện nay đều là cầu vui và giải trí, thích mua sắm sản vật địa phương. Năm nay, việc lái đò xin thêm tiền khách không phải đã hết hoàn toàn như mục tiêu của ban tổ chức. Ông Bùi Văn Triều Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn nói, ba nghìn lái đò thì cũng khó tránh còn có người làm chưa tốt. Chúng tôi đang chấn chỉnh những thứ còn chưa được mà du khách phản ánh. Các bạn vừa xem bản tin khai hội chùa Hương Thưa Vắng Khách, lái đò xếp hàng chờ do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời báo.de